Năm 2024, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đón 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế và 110 triệu lượt khách du lịch nội địa. Tổng doanh thu đạt khoảng 840.000 tỷ đồng. Cùng với đó, ngành hàng không đặt mục tiêu tổng thị trường vận tải đạt xấp xỉ 80,3 triệu khách. Trong 5 tháng đầu năm, mặc dù số lượng du khách đến Việt Nam tăng trưởng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng du lịch của đất nước. Vì vậy, việc bắt tay giữa du lịch và hàng không sẽ cần sớm thực hiện để giải quyết những vấn đề trước mắt cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững của mỗi ngành. Năm tháng đầu năm 2024, với những nỗ lực quyết tâm của ngành du lịch và các địa phương, du lịch Việt Nam đã đón gần 7,6 triệu khách quốc tế và khoảng 52,5 triệu lượt khách nội địa. Trong đó, lượng khách khai thác qua đường hàng không đạt trên 6,3 triệu. Tuy nhiên, việc thiếu hụt máy bay trên toàn cầu cùng với biến động mạnh của tỷ giá, chi phí nhiên liệu trong những tháng gần đây đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các hãng hàng không. Đó là việc giảm năng lực cung ứng và phải điều chỉnh giá vé máy bay. Điều này đồng thời tác động bất lợi đến sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Những cái thách thức do những cái yếu tố khách quan đang tạo ra, đúng không ạ? Như vấn đề về giá vé của hàng không thì cũng trực tiếp ảnh hưởng đến các cái doanh nghiệp lữ hành trong cái xây dựng các cái chương trình du lịch để chào bán cho khách du lịch. Cái thứ nhất là giá nhiên liệu bay vốn chiếm từ 30 đến 40% chi phí của hàng không đã tăng 34% trong trung bình của đầu năm nay so với cả năm 2019. Cái thứ hai đó là tỷ giá và mất giá đồng tiền. Thì tại Việt Nam thì tỷ giá đồng đô la Mỹ trên đồng Việt Nam đã tăng khoảng 8% trong 5 tháng đầu năm so với cả năm 2019. Và nguyên nhân thứ ba là việc triệu hồi động cơ, triệu hồi máy bay của nhà sản xuất động cơ Pratt & Whitney, dẫn tới là tình trạng khan hiếm tàu bay toàn cầu và làm cho cái giá thuê tàu bay đã tăng khoảng từ 20 đến 30% so với cả giai đoạn trước Covid. Sớm cải thiện giá vé máy bay trong mối liên kết của chuỗi giá trị du lịch là yêu cầu cấp thiết trước mắt. Về dài hạn, để thúc đẩy sự phục hồi, phát triển của ngành du lịch và hàng không, cũng như đạt được mục tiêu năm 2030 có thể đón 50 triệu lượt khách quốc tế, cần có thêm giải pháp trọng tâm giúp các ngành kinh tế này bứt phá. Bởi hàng không và du lịch có mối quan hệ chặt chẽ, tác động lớn đến tăng trưởng của mỗi ngành. Chúng ta thấy rằng ở trên thế giới thì có rất nhiều các cái hãng hàng không, người ta đã kết hợp và tích hợp giữa điểm đến, giữa khách sạn và các cái dịch vụ vui chơi giải trí với lại cái việc bán vé. Và tôi tin rằng là ở các hãng không thì chính cái yếu tố là kết hợp như vậy thì nó giúp thứ nhất ổn định các cái doanh số và các cái lượng khách trên mỗi một chuyến bay. Ngành du lịch là ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa rất là cao. Muốn phát triển thì phải liên kết với các ngành khác. Du lịch và vận chuyển, tức là rõ ràng là hai ngành đóng vai trò quyết định trong cái việc mà thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch. Thì vì vậy thì cần tăng cường liên kết hơn nữa giữa ngành du lịch và ngành hàng không. Trước đây chúng ta đã được ví là du lịch và hàng không cũng như là hai cái cánh của một máy bay. Đấy, du lịch phát triển thì sẽ tạo điều kiện cho ngành hàng không phát triển, và trở lại ngành hàng không phát triển sẽ là một cái phương thức vận chuyển quan trọng nhất cho du lịch phát triển. Cái thứ nhất là chính phủ cần có một chương trình chiến lược phát triển dài hạn cho ngành hàng không và ngành du lịch. Thứ hai là cần có một cơ quan điều phối cái việc hợp tác giữa hàng không và du lịch, đảm bảo cho các cơ quan đơn vị trong ngành hàng không, ngành du lịch có thể phối kết hợp, phục vụ và nhằm mục tiêu là đạt được những cái chiến lược dài hạn như nêu trên. Thứ ba là cần có một cơ quan chuyên nghiệp trong việc là phát động quảng bá điểm đến. Chúng tôi xin phép đề xuất là chính phủ cần nới lỏng hơn nữa chính sách xuất nhập cảnh, mở rộng danh sách các nước được phép miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam. Thưa quý vị, du lịch và hàng không được ví là hai cánh của một máy bay. Việc tạo được chuỗi liên kết giữa các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch lữ hành và đơn vị quản lý điểm đến là giải pháp trọng tâm, góp phần thúc đẩy ngành hàng không và du lịch cùng vượt qua khó khăn, phát triển bền vững, trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế đất nước.